Hai trận mưa lớn kéo dài lúc rạng sáng và trưa nay ngày 16 tháng 5 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường như đường Nguyễn Trãi, khu vực bến xe phía Tây, đường Dương Đình Nghệ, đại lộ Lê Lợi hay khu vực Bình Minh, một số tuyến quanh khu vực Bixi có chỗ bị ngập sâu. Do lượng mưa nhiều nên sau khi mưa tạnh cả giờ đồng hồ, nhiều nơi vẫn chưa kịp thoát nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Một số phương tiện bị chết máy hay gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua vùng nước. Tạnh mưa đến hàng tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà nước vẫn ngập, giao thông đi lại khó khăn. Đề nghị thành phố là khắc phục sửa chữa cống thoát nước, cho thoát nước cho nó nhanh. Các đơn vị chức năng đã kịp thời khơi thông hệ thống thoát nước, nên tình trạng ngập lụt cục bộ tại một số tuyến chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Sau đó, nước dần rút hẳn. Trong lúc mưa lớn, đường xá ngập lụt, người dân nên hạn chế di chuyển. Nếu tham gia giao thông, nên di chuyển chậm, tránh các khu vực ngập nước,